Kính thưa toàn thể các franchise partner, homeowner, các coach cũng như toàn thể khách hàng rất quý mến của Action Coach. Trải qua 2016, chúng ta có nhiều điều thắng lợi. Tuy nhiên chúng ta có nhiều thách thức. Nhưng đối với quý vị, tôi nghĩ rằng là một năm chúng ta có nhiều trải nghiệm thành công hơn. Cho phép tôi đại diện cho BCA điều hành thương hiệu Action Coach tại 16 nước châu Á, chúc cho quý vị và thân quyến một năm mới nhiều điều may lành, hạnh phúc. Chúc cho quý vị và công ty chúng ta làm ăn thịnh vượng, mọi người đều có một niềm vui và gắn kết với nhau hơn, tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, công việc làm cũng như gia tăng cái tỷ suất lợi nhuận. Chúc cho chúng ta một năm mới, năm Đinh Dậu, năm mới 2017 thật thành công. Cảm ơn quý vị.